Chào mừng các bà cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video hôm nay của Susu TV. Tiếp tục trong video này, Susu xin được phép cập nhật thêm nhiều thông tin mới nha mọi người. Đến hẹn lại lên, hôm nay là ngày 25 tháng 11, cũng chính là show diễn của Trường Sang với lại Tuyết Nhung ở tại phòng trà Đồng Dao, đang được fan hâm mộ rất là ngóng chờ. Thì Tuyết Nhung cũng chia sẻ niềm vui này trên trang cá nhân, cũng như nói lên sự hồi hộp của chính bản thân Tuyết Nhung. Hôm nay nôn nao, tối nay quá cả nhà ơi. Bây giờ vẫn còn đặt được vé online đó cả nhà, tranh thủ nha. Mong gặp cả nhà, tối nay quá đi. Vậy là cũng như bao lần trước thì hôm nay Tuyết Nhung với Trường Sang cũng rất là hồi hộp vì được gặp lại khán thính giả sau một khoảng thời gian khá là dài thì các em mới tự tổ chức show diễn này để phục vụ cho fan hâm mộ. Fan hâm mộ liên tục để lại những bình luận chúc cho hai bạn nhỏ Sang Nhung show diễn tối nay sẽ được thành công mỹ mãn và tốt đẹp nha. Hóng lắm nè Tuyết Nhung, dù chỉ được xem online thôi. Cũng như có rất nhiều fan hâm mộ đã mua vé online rồi nên rất là nô nức tối nay sẽ được xem các bé biểu diễn. Riêng Trường Sang mới đây cũng có chia sẻ mới trên trang cá nhân của Trường Sang như sau. Show tối nay chưa diễn nhưng Sang xin thông báo show ngày mai nhé. Phần trăng cổ nhạc lần thứ 239 sẽ trực tiếp đài truyền hình HTV vào tối mai 26 tháng 11 năm 2023. Và đây cũng là lần đầu tiên Sang tham gia vào chương trình. Cái cảm giác lần đầu hát cải lương nó khó tả lắm mọi người ạ. Ca sĩ trẻ mà nên học hỏi và học hỏi. Cùng đón xem vào tối mai nhé cả nhà mình ơi. Chúng ta có thể đến để xem trực tiếp tại đài truyền hình và hoàn toàn miễn phí nhé cả nhà. Liên hệ với Sang để Sang đăng ký vé cho mọi người nhé. Vậy là Trường Sang liên tục có hai show ngày 25 tháng 11 và ngày 26 tháng 11 hát cho HTV đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một thông tin vui nên Trường Sang chia sẻ, cũng nhận được khá nhiều những bình luận quan tâm của fan hâm mộ. Chúc mừng Trường Sang nha, quá đã nha, học hỏi nhiều hơn nè em trai. Và dạo gần đây thì mọi người cũng dễ dàng nhận thấy Trường Sang cũng có liên tục rất là nhiều show. Và sau đợt đi lưu diễn ở Trời Âu về thì báo chí cũng có nhiều bài viết cũng như lăng xê cho Trường Sang. Và thật bất ngờ mọi người cũng khá là quan tâm. Có những câu hỏi đặt ra là không thấy Tuyết Nhung với lại Thiên Ngân có show nhiều như vậy, nên mọi người kỳ vọng vào sự giúp đỡ của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Mới đây thì ca sĩ Mạnh Quỳnh vừa có buổi live stream cùng với cô Ngọc Thủy ở trên kênh YouTube của Thúy Nga Paris By Night. Trong một buổi live stream như vậy, mọi người nhắc khá nhiều kỷ niệm trong lúc còn đi hát và những kỷ niệm bây giờ cũng đã tròn 30 năm. Thì Mạnh Quỳnh cũng liên tục kể về nhiều kỷ niệm với ca sĩ Phi Nhung và đã nhận được rất nhiều sự bình luận quan tâm. Và mới đây, trên kênh YouTube của Mạnh Quỳnh cũng cho đăng tải bài hát Đừng Hỏi Vì Sao. Đây giống như là một lời tự sự của ca sĩ Mạnh Quỳnh về những gì cuộc đời anh đang phải đối mặt, cũng như là tình hình hiện tại. Và đặc biệt, những lời trong bài hát này như là tâm tình của ca sĩ Mạnh Quỳnh nhắn gửi vậy đó. Đừng hỏi vì sao tôi vẫn thường hay hát tình ca, cung quán cung thương, thương mối tình chẳng được tròn duyên. Đừng hỏi vì sao tôi vẫn thường oán trách thở than, nhịp đập con tim, câu hát buồn, tôi trút niềm riêng. Đừng hỏi vì sao tôi vẫn thường hay thích làm thơ, trong những canh thâu, trong những chiều mưa gió giăng sầu. Đừng hỏi vì sao tôi vẫn thường viết khúc biệt ly, gửi gắm tâm tư bao nỗi niềm như chính đời mình. Vì đời tôi bao thăng trầm, cay đắng buồn, sóng gió vây quanh suốt tháng ngày thơ ấu người ơi. Tay trắng đôi tay đi vào đời nhiều nỗi đa đoan, thuyền yêu đương đã bao lần vỡ nát vì đâu, cao thấp hèn sang, bao lọc lừa gian dối đi qua.
Giờ người hiểu chưa? Bao nỗi niềm trong khúc tình ca, chia sớt cho nhau trong chuỗi ngày làm kiếp con người. Buồn nhiều hơn vui, nhưng hãy nhìn về phía trời xa, tìm bến tương lai khi biển đời thuyền đã xa khơi. Cuộc đời tôi đã bao lần dang dở vì yêu, tim nát hồn đau khi ái tình mua bán đổi trao. Tôi viết lên đây xin nhắn gửi nhân thế ngàn sau. Một lần yêu xin thật lòng yêu hết con tim, đừng nói yêu ai khi chính mình chỉ biết yêu mình. Lời bài hát rất là da diết và cũng nhắn gửi đừng hỏi vì sao, tại vì cuộc đời mà có những chuyện đặt câu hỏi rồi có trả lời được đâu. Và dạo gần đây thì ca sĩ Mạnh Quỳnh đã gặp rất phải những phiền muộn, và do đó bài hát này nói lên nỗi niềm tự sự và thật lòng. Khi nghe những lời bài hát như thế này, chúng ta hình dung ra cuộc đời một chàng trai có quá nhiều lận đận, giống như thân phận người phụ nữ ha mọi người. Một số fan lại cho rằng Mạnh Quỳnh sáng tác bài hát như gửi gắm nỗi lòng mình. Người nghe sẽ hiểu đây là mối tình không trọn vẹn, để lại nỗi nhớ khôn nguôi, buồn theo năm tháng. Không biết có đúng như vậy hay không, hay cũng như những lần trước, ca sĩ Mạnh Quỳnh đều mượn tâm sự của người khác để anh sáng tác, để tìm cảm hứng ra một ca khúc hay. Trở lại với bài hát mới mà Quỳnh Trang vừa cho ra mắt trên kênh YouTube của mình. Đây là một bài hát phải nói có những ca từ hết sức là nhẹ nhàng, chuyện tình sơn nữ y văn. Và đặc biệt Quỳnh Trang trong ca khúc này đã mặc lại bộ đồ của mẹ đã từng diễn và đã tặng lại cho Quỳnh Trang. Có khá nhiều những bình luận: Quỳnh Trang hát ngọt ngào, cảm xúc da diết, chạm vào trái tim khán giả. Bài hát tuy buồn nhưng lại hát nghe thấm lắm. Mọi người đã xem nhiều lần rồi, sơn nữ này thì đẹp, dễ thương quá nè. Hát càng hay, nhân cách đẹp, tâm tốt. Mọi người tỏ lòng yêu mến Quỳnh Trang rất là nhiều. Trộm vía, chỉ sau một ngày up lên bài hát này thì cũng đã được hơn 100.000 view. Đây là một con số cũng rất là đáng mừng. Nên cô Thảo, mẹ của Quỳnh Trang, đã gửi lời cảm ơn fan hâm mộ như sau: chân thành cảm ơn cả nhà đã cài view, ủng hộ nàng sơn nữ y văn nhan. Thương chúc cả nhà cuối tuần an vui, nghe nhạc vui vẻ nhé. Và fan hâm mộ vẫn thấy thấp thoáng đâu đó hình bóng của mẹ Nhung qua ca khúc này, cũng như đã được Quỳnh Trang tái hiện đầy cảm xúc trong một ca khúc mới. Hy vọng ca khúc của Quỳnh Trang sẽ sớm đạt được triệu view nhé cả nhà. Video chia sẻ của kênh Susu TV đến đây là kết thúc. Rất mong bà cô chú anh chị hãy tiếp tục đăng ký ủng hộ giúp kênh với nhé. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.